qua tới xin thầy á hả? với đồ không với đồ ăn À rồi nó mua mà đâu có biết mắc gì vậy đâu, uống dạ thì ăn nó ngon gì đâu, gần thầy 6 đồng một một cái vị vậy đó đó. con biết, con biết mà đi ăn sushi thiếu gì thầy, Mình ăn buffet để thì con muốn ăn bao nhiêu con ăn chứ còn gì, bà đi mua vậy mắc bán uổng buồn quá quá. bây giờ. Làm tôi ăn xong rồi tôi phải lấy cái hộp tôi rửa đã cắt là kỷ niệm, cái hộp đẹp á. Thầy ơi. Rồi cái hộp không cả đồng rồi. Giờ nó tội nó vậy, trời ơi con đâu có gì cho nó đâu. Đi biếu bốn hộp mà lấy hai hộp à, tôi từng ăn mới thấy là cái là xiếc, trời ơi 5 đồng một hộp Đó rồi thì thầy em rồi ăn còn tuồng tiền quá trời còn thầy. thế này kia nữa là nó thuộc lên Thầy bảo bây giờ 6 đồng mày đưa thầy tiền mặt cash only tốt thôi. lắm. Nói nên trên mạng tôi nghe tôi tưởng đâu mà nói Thấy luôn tôi ăn thâu không nói à, thì chuyện con xin lỗi, con xin nói cái nó hiểu lỗi. rồi mày nói thôi làm cũng cực khổ cái gì em về đừng có mua. Tại qua nó thấy đi chợ rồi mua Khổ quá đây nè, con ăn gì đây, con có ăn cái này bây giờ đâu, con đi muốn ăn thì ăn buffet á nó rẻ hơn nhiều thầy ơi, muốn ăn sầu riêng rồi cái hôm qua thì quay thôi chứ đâu có thèm khác gì, ăn thì nó cũng xuống cổ rồi thôi chứ đem lại hạt sầu riêng rồi ta thấy thôi ăn liền cái ngon ăn tối nóng quá trời nóng. kinh lắm, sầu riêng là đúng rồi Lại qua đi trời. đi quay chơi mấy đồ Việt Nam á rồi thấy gì cũng mắc hết trơn rồi nó xài đồ mày Hà Tiện tụi nó mới mua rồi nó xài đừng có làm vậy thầy có thật sự ra không phải bây giờ á cái tiền cái gì đó nó khó khăn lắm giờ thì tụi nó đi làm đi mình đâu có Bây giờ thiếu có thể xin để nói còn không khỏi tôi trời ơi thiệt mua cho cái đống đồ hay chồng cũng có cái tâm nữa bởi vì học đạo đi học đạo nó sáng suốt nó nhờ cái học đạo hai đứa con nó cũng có nó cũng ngoan nó ở nhà nó lo hết cho cha mẹ à đi làm vợ chồng về cũng lo gì đó. Ừ, con nó lớn vậy kìa. Nó là tối đứa hai anh em nó tụng kinh ngon lành luôn tối đêm nào hai anh em nó tự ngồi tụng kinh trì chú vậy thành ra tôi nói đó là một cái phước đó chứ con cái mà nói nó không nghe cũng khổ lắm á nhưng mà vậy là phước quá nó phước rồi rồi tự động đó hai anh em nó bảo trạng nó tụng kinh tối nào nó ngồi tụng kinh vậy đó Nè, hay vậy. Thầy biết nó bao nhiêu tuổi không? năm quá rồi đúng mười mấy tuổi vì vậy bởi vì ta nói sanh con nhờ phúc ấm kết trái tại nền nhân cha mẹ nó nói cây xanh thì trái cũng xanh cha mẹ hiền lành để đức cho con nó coi chứ nó cũng quan trọng lắm mà cha mẹ mà không có hòa thuận không ra gì á con cái nó bực bội nó khổ rồi nó mới sanh ra hư đốn thấy không cha mẹ mà đâu được đó hòa thuận cho nên cái hay của người là biết dạy con á chuyện người lớn đừng cho nít nó biết. Bây giờ nay mình cứ dạy con kiểu như là mình ghét ai cái mình đi nói xấu người đó đặng cho con cái nó biết nó ghét lây nó ghét theo á đó là cái cách hại con chứ đâu phải thương con đâu à, tao cha mẹ không ưa người đó cho nên mày thấy mặt người đó mày chửi cho mẹ cha mẹ này kia nọ đó là người mẹ ngu á không biết dạy con ngày xưa ông bà dạy con hay không dạy con người lớn cái gì cái chuyện người lớn ngày nay cái mình hư ở mình bực mình về cái cho con cái mình nó ghét lây người lớn thành ra ngày nay thấy cái đạo đức nó xuống dốc nhiều cái chuyện thấy buồn thấy cuộc đời đạo đức vậy khi ngồi tối ngọn mình nằm ngồi suy nghĩ thấy à, bây giờ cái trách nhiệm đó đó là cái trách nhiệm của mấy ông lãnh đạo tinh thần trong đó có mình mà mình không nói á thì giống như mình cũng thiếu sót mà mình nói á thì cái người ta nói tối ngày thầy tu cứ xem chuyện đời ví dụ vậy đó nhưng mà cái chuyện đó không phải chuyện đời đâu nhắc nhở bởi vì cái là cái tại sao các cái đạo giáo các cái tôn giáo ra đời là tại vì mình lãnh đạo tinh thần là như vậy nhiều khi người ta người đời họ bận bịu quá nhiều rồi mình nhắc nhở mình ăn của người ta cúng dường nuôi dưỡng thì những cái điều đó nói ra để mình nhắc nhở người ta
ngày nay nó có mình có cái tật vậy đó. À, hồi xưa con cái có điều gì về mét cha mẹ, ngày nay có khi cha mẹ ông bà mét với con cháu để cho nó lại nó chửi người ta, nó thấy không? Bởi vì nó là cuộc đời nó tréo me. Hồi xưa chỉ có con cái có chuyện gì đó mới về mới mét, à mẹ cha ơi con bị bạn con hay ai nó chửi con kia vậy. Không, bây giờ người lớn mới về mét với con, bởi vì con nó là nó chửi người ta, thấy nó tréo me. Bởi vì cho nên cái càng ngày sắp cái đạo đức con người nó càng đi xuống, cái gì mà nó xuống, mình xuống cách trầm trọng như mình không biết. Như vậy thầy nói như vậy là cái nhân mà nó gặp cái duyên như vậy đó thì không thể nào nở được hả thầy? Không, đó nó chưa dính líu gì tới cái chân đế không, mình đang nói cái tục đế thôi chứ. Đấy, con đừng nói cái chuyện bình thường đó. Cái nhân là thí dụ thầy trồng cái hạt đó mà nó không lên cây được tại vì trời lạnh quá. Chứ cái lạnh quá là cái duyên đó thưa thầy. Nhưng mà tôi đang nói chuyện ngoài đời, tôi nói chuyện đi đêm đó nó không có nói như vậy đó, thì nên là bảo là cái duyên nó có thể thay đổi cái nhân đó thầy, có thể làm cái nhân cái tiệt luôn, chết luôn á. Như con người như vậy, cái đứa con như vậy, sống trong cái gia đình như vậy, bố mẹ như vậy thì thành ra nó thành xấu. Nó nhiều mặt lắm chứ, nó phải một thứ, nó còn cái xã hội nữa, còn cha mẹ không cho đành. Nhưng mà trên đời này cũng có những cái cây đắng xanh trái ngọt vậy, nó cũng có nó nhiều thứ này, nó nhân quả nghiệp lực tùm lum hết trơn, nó dính truyền kiện nhau chứ không riêng gì duyên không nữa. Nhiều khi ví dụ như có những cái đứa con cha mẹ nó không ra gì, nhưng mà con cái nó lấy thảo đây là cái phước thần của riêng nó nữa, biệt nghiệp ra cộng nghiệp nữa. Chứ mình không đặt ra một thứ, cái này nó nhiều thứ lắm. Thấy không, có nhiều cái hoàn cảnh cha mẹ không ra gì, nhưng mà con cái nó tự ý thức, cuộc đời nó tự ý thức, nó vươn lên, gọi là cây đắng xanh trái ngọt. Có nhiều người thì cha mẹ đàng hoàng mà con cái nó ngỗ nghịch vô nghị, cái này nó có cái biệt nghiệp riêng của nó. Mỗi người sinh ra đời đều có cái cộng nghiệp là biệt nghiệp. Cộng nghiệp là mình sinh ra một quốc gia, một cái nơi chung cùng một cái chủng tộc, màu da, văn hóa. Nhưng mà biệt nghiệp là mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, có cái người do có sự tu tập, tu tinh bởi đạo nào cũng vậy, đạo nào à, mấy này nó hư rồi, phải qua lạc liền, tại qua tối rồi hư rồi, xong ăn nhiêu đó thôi. À, cái ngọn bí này xào ngon lắm. Rồi nhìn lại thấy đời những cái giờ mình trách nhiệm mình thì nói được tới đâu nói, ai nghe mình. Có thằng cha nó vô duyên, tôi đâu có đụng chạm mà ông mã cha nó đâu, cái tự nhiên cái nó vô mình, cái nó comment nó mấy cha thầy chùa mập ú còn phật tử ốc nhất à, trời đất ơi, nó vô duyên mà nó họ Trương, tên là Tương Nhân Tân hay Tương gì Tân á, tôi nói cha này cha mẹ đặt tận á, mình đâu có bảo chạm ông bà ông giải gì đâu. Mà nhiều khi sao bữa tôi không la bởi cái đài này đó, mà đàn ông nha, mà sao đàn ông hồi xưa đàn ông phát biểu đâu có vô duyên, mà sao giờ đàn ông nhiều người phát biểu vô duyên, có trời quá đất vậy mới, những xã hội nó tận cùng hay làm sao á. Gặp ai chứ tôi là cũng phan láng hết trơn à, mình nói khô nước miếng mình nó thiệt không á. Nhiều khi những cái bước lúc mà những cái buổi giảng á, tối cả đêm ngủ có thao thức nằm tư duy cái lời Phật dạy, để mà nghĩ, rồi để mà nhớ, để mà nói, để mà giảng dạy bằng cả một cái tấm lòng. Hèn chi á, như vậy mình suy nghĩ ngày nay mà nhiều Phật tử, một số Phật tử thương tôi thương một cách chân thành, không phải là tự nhiên ta thương mình đâu. Nó có một cái lần, cái dòng tâm thức đó, mình cũng thương người ta thật sự, thương người ta không phải là thương theo kiểu trần đời, không phải kiểu ái ân hay là kiểu lợi dụng, mà thương người ta là mình muốn đem cái ánh sáng đạo đức, cái ánh sáng chánh pháp tới, cho nên họ mới cảm nhận. Cái người cảm nhận được điều đó, cái lâu tay mới họ mới cảm nhận được điều đó. Mang nó đi tự mua cháu của tôi rồi. Mình còn đi ăn
sức bớt phì. Không phải, nó cũng vậy, nó đâu có nên nổi ngon này. Nay ăn nghe. Anh chay mà, thì ăn được để chưa thì ăn. Đó thì ăn. Nó còn mà cơm nguội sáng. Trời ơi nữa. Thầy nấu gì nhiều dữ vậy. Không, tại vì mấy nay đâu nấu cơm, qua mới nấu cơm, mà nấu chiều nay ăn luôn á, sáng luôn, cơm nguội. Lâu lâu thích là cơm nguội đó. Cơ nguội với qua kho mấy trái đậu bắp, kho tương tức tương á. Cái khóm nó vậy kho vậy ăn với canh chua nè. Trời vậy mà nó ngon. Cái gì mà muốn ăn á nó ngon. Chứ cái lòng mình á nó thanh thản, mình ăn gì nó cũng ngon hết đó. Mà lòng mà nó thanh thản ăn khô lăn chả phụng nó cũng ngon. Thầy con nhớ từ hôm qua về thầy mệt lắm chứ. Không, không sao. Đằng đây cũng mơ. Mới làm nữa làm về yeah, làm luôn không có nghĩ luôn được chứ đừng có nằm đó là tưởng tượng hồi rồi tưởng tượng thật sự cánh tay nó có vấn đề nó khác có khác đi một tí rồi đúng rồi nhưng mà mình đừng nghĩ tới nó nhiều khi mà cái làm quen vậy thì khi mà nghĩ tới nó cái đầu cái rồi nó giống như nó giống như cái gì sắp chết tới nơi đừng nghĩ về tôi làm suốt cho tới 6:45 mới nghỉ đó cứ vậy à. Ngày hôm qua là khí hậu mát nè. Rồi, mát lắm. Đêm đó. Lạnh á, 50 mấy độ, phải 5 mấy độ. Bây giờ tôi không sợ nữa, cây nó muốn lên, yếu lên à, kệ em thấy. Nó lên rồi thầy, nó lên, nó vượt ngưỡng này. Nó muốn lên, yếu lên qua đi dựng cái rào cho mấy cái vòng tơi nó bò chơi á, mà không biết nay đó. Quế này nó lên quá trời đó. Nè. Lên phúng luôn. Sống vậy đi. Mình hết lòng mình trồng nó mà trời đất giao mùa vậy nó lạnh chịu chứ giờ mình cũng đâu cách nào hơn kệ không có gì lo ngại giờ sống chơi vậy làm chơi vậy thôi nó chứ thành ra tôi mới hà tiện tôi nói nếu mà đủ 2.000 thôi không đủ cũng có 2.000 mình vẫn ăn chút xíu mình ủng hộ 2.000 cho dù từ thiện cuối năm thì nó tôi nghĩ mình làm hết lòng với công trình làm của mình mà nó được cái gì tới đâu được chứ cũng giờ không có lấy gì phải lo lắng hết đó. Hồi xưa cái âu lo bôn ba giờ sáng này tôi ăn một bữa ăn sáng vậy đó ăn ngồi nhai từng miếng cơm còn hôm trước đây cứ ở cái gì cũng sợ hết giờ ăn không hay gì kịp cho nên đó, cái bao tử nó làm việc muốn chết rồi nó làm việc muốn chết rồi khó chịu phải nằm nó cần không giờ ăn nhai cho nó kỹ đâu cần nằm lại đâu không do mình đó cho nên giờ nghiện vậy. Giờ cái gì cũng phải bình tĩnh nhẹ nhàng chửi cũng phải chửi hay chửi nhẹ nữa mấy ngu quá chửi lên cấp rồi đó nghe đây xã hội giờ là cái nền văn hóa chửi mà mấy ông thầy mà hiền quá cũng được nữa gặp cái dân trời đất gì đâu không à chuyện gì nó cũng nói được hết cái Phật tử rồi nghĩ cũng từng nhiều cả Phật tử bao nhiêu người trên thế giới chứ một ngày một lời mình nói ra ta nghe ta quan hỷ mình được cái phước rồi nên tôi nói mình sống phải làm việc cống hiến người thì cống hiến bằng tay chân người cống hiến bằng tinh thần người cống hiến bằng trí não bây giờ tôi cống hiến bằng trí não tôi dạy dỗ hướng dẫn nhắc nhở cho các Phật tử vậy thôi chứ có nhiều vị thầy đừng nói tên con nói tên con tôi nói ủa cái bộ các vị là làm lớn lắm hả danh to lộc cả lắm sao sợ có mấy vị tôi nói tại tôi chắc tới tên là quý rồi thí dụ ngồi nói mình cũng vui mình giống như cái quyến thuộc sợ nhắc tới tên sợ tôi nói ôi mấy người vậy là một là cái bản ngã hai là cũng đi tới đâu hết trơn á nói tới tên đời này ví dụ như tôi nói ông Đan mà có mình ông tên Đan hả tại vì ông cái bản ngã ông lớn quá thành ra tôi thấy mình không hỏi ông tôi tới thế gian này nó vô số người tên đó chứ đó, mình cho nên nó không có mấy vị vậy là theo tôi cũng không có lâu dài tôi đâu có sợ chừng nào mà tôi hướng dẫn cái vị đi khủng bố đó ha đi ăn trộm ăn cướp đi lừa đảo thiên hạ đi đâm thê chém mướn của vị sợ bởi vì sợ là cái các vị nó vô nó gặp mấy như bên Úc á có mấy ông thầy chùa á
nghe tới tên đằng này là bóng ghét à, y như hồi xưa tôi nhớ chính tôi là người ta thấy tận mắt. Tại sao tôi biết là thượng tường thông, ví dụ như tại sao, bởi vì có mấy Phật tử nó đem cái hồi đó đem mà cassette đó, ông biết cái cassette chứ đâu làm gì thầy cũng có đĩa đâu, cassette rồi 90 phút á, mà 60 phút mà thời đó tội nghiệp Phật tử nó quý hòa thượng, hòa thượng giảng nó thâu mấy cạch thâu có mấy tổ bố nữa kìa, cái xe đem lên chùa mấy ông thầy mà thấy cái băng cassette mà từ từ thông là mấy ông trời mấy ông nổi tâm bành đúng không, thấy rõ vậy đó kìa. Sau đó rồi Phật tử nó vừa về nó quơm ông dục vô thùng rác nó đừng cho Phật tử nó nghe mấy cái này, nó nghe thằng cha này nói nó bỏ chùa hết trơn, vô tình nó nổi ông từ thông là ông nào rồi kia nọ phải không. Thì giờ tới giờ tôi cũng như vậy đó, giờ nhiều ông thầy cấm không được nghe ông thiện tài mà coi ngu si vô cái đám thầy chùa ăn của bá tánh mà ngu hỡi chi mà tôi dạy đạo mà tôi dạy cho họ làm bậy á, rồi tôi dạy chánh pháp mà mấy ông cứ sợ tôi đạp đổ nồi cơm. Bởi tôi nói mấy ông này nữa, quỷ sứ nó căng, nó lấy thơm bến lứt mà nó quýnh, nó lấy tre phù động mà nó quýnh tre là phù động mà nó nhổ như lục dân tiên mà nhổ tre quýnh tướng cướp phong la vậy cũng chưa hết tội. Rồi ông coi cái cuộc đời nó hay lắm, tôi nghĩ cái nhân quả đó, ông thấy không, ví dụ như cái người mình nói vậy thôi chứ còn nghĩ cuộc đời nó không có mất mát đâu á. Rồi nghĩ hồi đó tôi nhớ tôi đối xử với ông tổ đây nè, ông nhớ tôi thường hay kể mình thấy ông tội nghiệp ăn cơm ngàn bữa, ông theo ông tu hành ăn ngàn bữa thấy không, đi mua đi chợ cũng cái chợ đó cái chợ qua chợ tôi đi mua thanh long vàng đó. Tại sao tới bây giờ tôi không bao giờ mua thanh long vàng mà có người, tại tôi nhớ cái ông như hỏi Phật tử ai á gửi cho tôi kẹt lắm tôi phải ăn, cái thật sự không bao giờ tôi đi tôi dòm ở đây đó, bởi vì con người nó có một cái buồn riêng không biết nói chứ mình tu chứ cũng còn con người mà đời đi bạn, đời chốn kinh kỷ niệm đó đấy. Nhưng mà bây giờ thấy không, mình đối xử tốt với họ mà họ không biết cái hiểu cái tấm lòng của mình, bây giờ vô tình thấy cuộc đời trả cho tôi không, thấy rồi nó rõ ràng á, mình đối xử với người này người khác trả, ông thấy không đó, nó vậy đấy, cứ thấy rõ không, nó đặc biệt vậy đó cuộc đời. Cho nên thôi thì nói vậy thôi chứ bây giờ mình đừng có tiếc nuối gì hết trơn á, mình cứ sống tốt với người thì có người khác dạ, trả lại cho mình rõ ràng đúng vậy đó. Nhưng mà điều có cái là mình hòm phu, cho nên nhiều cái mình thương mình quý người nào đó mà mình lỡ mình thương quý nhưng mà họ chơi mình thì ai cũng khó chịu, đó là lý đương nhiên, gọi là mình ta phụ với mình phải phiền, nhưng mà thấy nó không mắc gì đâu hết đó nghe, cuối cùng là không mắc gì đâu hết, mà mình phiền muộn á thì cái phước mình nó giảm, ý nó cũng còn đó nhưng mà nó giảm, nó thấy rõ là nó giảm, chứ thay vì mình đừng phiền muộn á là hết cả bao nhiêu người nó dồn vô cho mình nữa đó chứ bộ, may là mà phiền muộn vậy đó mà cái phước nó vậy đó. Cho nên tôi thấy là cứ sống cuộc đời cho tốt đi. Dạ. Đó, thì cảm ơn thầy. Cái nhân cái quả thành ra trồng cái dây người nó thấy không? Cái dây mà đắt cái dây ngay chỗ ông đậu xe đó, tôi đâu có trồng cái đó đâu. Tự nhiên nó rớt cái hộp bây giờ nó tốt vậy đó, còn cái trồng săn sóc cũng chết mà nó không tốt. Bây giờ cái sợ đó tôi nhổ không đành. Giờ tôi biết làm sao đâu, có cái dây bầu dây bí gì đó. Tự nhiên nó rớt cái hộp mà không hề săn sóc nó, mà nó trên sỏi đá mà nó tốt vậy đó, rồi một lần tôi lấy phao tôi lắp vô nó còn tốt thêm nữa. Cho nên mình có người mình nói tại có cái mình không có tháng năm đợi chờ nổi, mình thấy thôi chứ nó không mắc. Có bởi vì cho nên tại sao người xưa á, có nhiều khi họ chờ không phải một kiếp đâu, họ làm họ không nghĩ tới, nhưng mà kiếp này không trả kiếp sau trả, nhân quả mà. Tại mình có tật mình hay thích, bởi ta gọi là mì ăn liền á, ngày nay có danh từ mì ăn liền á, mì ăn liền cho nên trồng những loại mình săn xong. Nhưng mà thầy ơi, thầy vừa bảo sống phải tốt, lúc nào cũng nghĩ tốt, cũng phải tốt, làm tốt, nhưng mà có cần trí tuệ không đó thầy? Nó có nhiều mặt, tôi chưa nói trí tuệ, tôi nói về cái mặt nhân thừa giữa con người với con người thôi, còn cái mặt trí tuệ nó xa hơn nữa. Giữa con người với con người nói về mặt đạo đức thế gian này, tôi chưa nói sâu về cái mặt cao siêu gì hết trơn á, về cái đối nhân xử thế giữa con người với con người thôi, là nó chưa đặt tới vấn đề trí tuệ vậy đó.
Bởi vì á, con người á, là tiểu vũ trụ, con người là vạn vật tối linh, vạn vật tối linh thì mình sống tốt giữa con người với con người đi. Còn cái việc mà đà đặt cái trí tuệ nó coi chừng nó đặt cái chuyện nghi á. Nghi cái gì cũng đi kiếm trí tuệ thôi, mấy thằng mà tối ngày nó kiếm trí tuệ nó ngồi nó lý luận nó trên trời không cũng không được. Có mấy thằng kỹ sư bác sĩ nó tối ngày nó ngồi nó nói chuyện trên mây không à, nó tỉnh tỉnh học quá, nó tỉnh nó nói trí tuệ này là tri thức thế gian tỉnh tỉnh. Giữa con người với con người mình đối xử với nhau nó quân bình, đừng có đặt cái gì mà cao siêu nghĩ ngợi trên. Mình cứ mình sống tốt, mà nếu người người đối xử mình vậy thì nghĩ như mình cũng buồn, nhưng mà buồn là mình sẽ nghĩ lại nó mất gì đâu hết trơn á. Đời mà nếu mình khi mình làm một cái gì đó mình mong đâu có mong người đã trả ơn, nhưng mà có người khác trả ơn cho mình. Đời nó vậy đó, mình cứu người thì có cứu cứu người 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 khác trả ơn, đừng nghĩ người đó trả ơn. Mình giúp người đó miễn người đó thành công, người đó tốt là mình mừng rồi. Còn cái trả ơn không có người trả ơn đó, thần thánh á, mình nói trời cao nói vậy chứ có mắt hết trơn á, đất trời vạn vật có mắt hết trơn á chứ không có mắt gì đâu hết á. Nhưng mà chẳng qua cái phước mình á, nó chưa có tới cái ngày nó trổ, thì giống như đất trời chưa có thổi thêm chút gió, chứ mà cái phước mình nó tới đất trời thổi chút gió tự động qua nở rồi, thấy không? Nó tự động tới ngày giờ đó, tới ngày là nhân viên nó tự chớm nở rồi, nó nở bung ra nó đơm hoa kết trái à. Con nói chữ trí tuệ đi á, tại vì có nhiều người đó thầy giúp người ta rồi người ta quay lại người ta đâm thầy, người ta thành công ra người ta quay lại người ta đâm thầy, thì nếu mà có trí tuệ đó thầy có nên giúp nữa hay không? Không có đó, mình giúp đã ta thành công rồi ông giúp gì nữa chứ. Vâng, nhưng mà giờ người ta lại ngã nữa chứ đâu phải thành công người vô thường mà thầy, người ta thành công người ta thất bại, người ta lên quá thì người ta thất bại nữa, rồi thầy nghĩ như vậy thầy có quay lại thầy giúp nữa không hay thầy chạy chạy xa? Đó tùy hoàn cảnh, tùy khả năng. Ông nhắm khả năng làm được, ông nhịn được, ông giúp được, ông làm rồi nhắm, ông yếu rồi thôi. Ví dụ ông nhắm mà ông còn khả năng được giúp thì tốt, vậy thôi không sao. Còn nhắm Đây, mình bạn yếu vừa nghe đuối. đến tên nó sẽ chạy test test rồi Như tôi thì có nghĩa là tôi cũng tùy hoàn cảnh đó, tùy hoàn cảnh chứ không. Cái này là tùy hoàn cảnh. Chứ còn không 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 có nói được. Bởi vì thí dụ như nó tùy cái tâm lượng của mình nó tới đâu. Nhiều khi người ta sụp đổ mà ta có cái tánh ăn năn hối cải thì mình sẵn sàng mình giúp. Còn thường mà cái con người mà nó sụp đổ nhưng mà nó vẫn còn cái tánh kênh kiệu thì mình thấy nó không thay đổi được thì mình giúp nó cũng không lợi ích chi, tùy theo cái hậu quả. Cho nên cái câu mà của sư ông Thiện Hoa viết cái cuốn sách bài học ngàn vàng đó, phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó về sau á. Mà mình nếu mình có cái tâm lành á thì mình sẽ có cái trí tuệ. Trừ ra cái tâm mình xấu ác thì nó trí trí khôn trí gian xảo nó làm cho lu mờ thôi, chứ còn nếu như tâm lành nảy nở thì cái trí tuệ nó phát sinh, nó có đi liền nhau vậy đó, nó không có rời nhau. Tâm lành mà không nảy nở thì cái ngu muội nó đi theo, còn mà tâm lành mà nảy nở thì trí tuệ nó đi liền. Ngày xưa ông bà xưa có học chữ học nghĩa gì đâu, mà thấy ông đặt những câu chuyện dân gian hay là nói những lời tục ngữ ca dao, thấy không? Ngày nay dân có học mà nói không được. Có những lời xưa ông bà không biết chữ viết một nhưng mà ta cái tâm lành ta nó nảy nở. Cho nên cái gì cái chứ tôi tôn trọng người xưa lắm, mình tôn trọng người xưa nó có cái phước gì lắm, nhất là các bậc tiền nhân, các bậc tiền bối hữu công. Và ngày nay mình tôn trọng cái ghế ngồi, cái chức tước địa vị ngày nay, cho nên thành ra cho nên vậy nó sụp đổ. Mà ví dụ như tôi như giờ thì tôi đâu có biết các vị tổ cổ đức ngày xưa là ai, ví dụ như ngài Nguyễn Công Trứ hay là ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là vua Trần Trần như 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 các vị thánh Trần Hưng Đạo hay là Lý Thường Kiệt
hay là các lê ông Lê Lai cứu chúa, tôi đâu biết đâu thật sự, nhưng mà một lòng tôi một bề tôi tôn trọng, mà tại vì ngài có những cái việc làm ngài, mình thấy cái đạo đức nó cao siêu quá, mình thấy làm những cái việc mà bình thường mình làm không được, mình tôn trọng người tâm lành nó nảy nở, mình coi như người đó nó gần với mình vậy đó. Ví dụ như cái bài thơ, cái bài Thịt Nam Quốc Sơn Hà của ngài Lý Thường Kiệt, tôi nghĩ rằng ngài có một cái điều thương dân mến nước, giữ gìn bờ cõi giang sa, ông đặt được cái bài thơ đó và tóc trắng mới đặt được cái bài thơ đó, thì mình coi như cái nỗi lòng của ngài đặt hết vô cái giang sơn gấm vóc của tiền nhân, thì vậy thôi, cái là mình kính trọng thôi, chứ tôi có biết ông Lý Thường Kiệt là ai chứ không. Mình đọc qua những cái bài Thịt Tướng Sĩ Văn của Trần Quốc Tuấn hay là tự nhiên vậy, rồi ví dụ như đọc những cái lòng tha thiết của ngài Nguyễn Trãi, hay là đọc những cái lời của ngài Nguyễn Bính Khiêm, thậm chí sau rồi đọc tới cái ông Đặng Trần Côn, ông Phan Huy Ích, Đoàn Thị Điểm, cho tới bà Nguyễn Thanh Quang. Thế giờ bà Nguyễn Thanh Quang tôi đặt cái bài mà Bước Tới Đèo Ngang, ông nghĩ một một người phụ nữ thật sự ra tấm lòng một bao la hết sức không, đâu có nghĩ riêng mình đâu, đơn giản thôi, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen qua, lom khom với núi tiều dài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà, nhớ nước thương lòng con quất quất, thương nhà mở miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, đơn giản vậy đó. Nhưng mà nếu không có tâm hồn là bà Nguyễn Thanh Quang không làm được cái bài thơ bằng một cái tâm thương dân mến nước như vậy. Thành ra tôi cảm ơn lắm, cảm ơn. Ví dụ như những có những cái bài thơ tôi làm mà cảm ơn, như tối qua nửa đêm tôi dậy tại tội ăn sầu riêng nóng quá đó, chứ mà uống trà mấy đứa tới ngồi uống trà, mới cho mình trà buổi chiều, nó nói tụi con cũng thích như thầy với bác Đan ngày nào uống trà nói chuyện chút cũng vui, mà tụi con không có thời giờ như vậy, cho mình trà với thịt trộn tối nửa đêm ngồi đặt cái bài thơ. Bài thơ mà tôi nhớ cái bài thơ của ông Nguyễn Công Trứ ngày xưa, cái tôi mới 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 viết 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 cái đoạn mà mới mượn, ví dụ cái thơ nào mình làm thơ á mà mình mượn của người ta thì mình phải đóng ngoặc mở ngoặc à, chứ không phải mình làm theo cái kiểu của mình đúng không. Ví dụ cái bài thơ tôi viết nè: đối với tôi giờ phút này chỉ thích nhìn không gian với khoảng sắc màu thầm lặng, cái giờ này tôi thích nhìn không gian với khoảng sắc màu thầm lặng, chứ giờ thích nhìn gì nữa không. Giờ bây giờ con mắt này á thì nó sáng có ông bên nè, con mắt này mà bệnh con mắt này á thì con mắt này tôi nhìn thấy ông có con nữa à, không biết sao kỳ vậy nghe nè, mở ra giờ thì nhờ con mắt này mới thấy, mà bệnh mắt này lại đó thì tôi thấy ông nó có con nữa nè, phía bên đây nè, phía bên cái tay trái tôi á, nó có hai cái vệt giống như là về con mạng nhện vậy đó, chắc bữa nào phải đi khám coi sao hả. Đi em đi Đó nè, nó thấy ông có phân nữa à, lại đi khám còn bệnh mắt này thì nhờ có mắt mắt này thì thấy thấy sao rõ hơn, nó một mắt tối mà mắt cho nên sáng được, thành ra vậy mà hai đeo kiếng hồi đó, nó mỏi vì rồi rồi nó nặng vô cái con mắt này thôi phải không. thầy giống hệt con này đó Ồ vậy hả, thầy giống hệt con này đó. nó cho nên tôi mới đối với tôi giờ phút này chỉ thích nhìn không gian với khoảng sắc màu thầm lặng, bởi vì sao, thời gian qua thấy mọi thứ thị phi dinh nhục chỉ là bức cẩu văn. Tôi thích cái nhìn mây nè, ngồi nhìn mây nè, không phải ba hồi xanh ba hồi trắng, nó không có gì thiệt, nó không có gì tồn tại trên cẩu văn mà, đã là phù hư thì xin mời lữ khách cứ xem chơi chơi, chứ mình không có nói từ chối đó hen, nhưng mà mong đừng tiếc chi và cũng chớ bận lòng lưu luyến, nó thay đổi nó luôn đổi thay, mà dạng vật này chỉ có vô thường nó mới là thường nhất, mà chỉ có đổi thay mới không bao giờ thay đổi mà, cho nên kẻ điên dại thì quá đam mê bóng chìm ảo ảnh, nhưng mà ai tin khôn thì thức giấc mỉm miệng biểu môi cười. Đó, thấy không, ta cười đời ta cười với mọi thứ hiện thời, chúng chỉ hiện có cho nên tạm thời gọi là sanh trụ, đúng là nó còn cái gì việc, nhưng mà mình đang mình cứ hiện có là sanh trụ,
các pháp thì sanh trụ dị diệt, mọi vật thì thành trụ hoại không, rồi con người thì sanh già bệnh chết. Nhưng hỡi ôi, rồi cái lời của Nguyễn Công Trứ là dẫn thế mạc phù dân ngạo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Vận thế mạc mà tôi ghi thiếu chữ ớ à, chữ vận là cái vào vũ trụ đó, nó như là phù văn mà tôi ghi thiếu chữ vận vậy mà tối giờ không coi. Thế đồ vô lự thủy danh hư, cái còn cái những cái danh phận nó giống như nước, nước rơi sớm sáng sớm chiều rồng, sáng rồng khuya lớn vậy đó. Ô kìa nhìn đám mây bay, khi xanh khi trắng mà óc tính toan, tay cầm tràng hạt mở miệng a di, mấy cô tiên theo hầu hạ sướng hi hi, Phật trên cao cũng đục nực cười ngất ngửa. Người tu cứ mở miệng a di đà Phật, tay thì cứ đếm đeo á. À, đúng rồi, mò nhưng mà phái thì cho mấy bà cái bài này bắt trước từ cái văn mà cái mà bà vải xung quanh mấy năm bảy bà đó, trên bàn thì có năm ba quẳng gì đó, tôi vừa cái ý đó đó. Cho nên ốc tính toan thì tai tràng hạt mở miệng a di, mà mấy cô tiên theo hạ sướng hi hi, Phật trên cao cũng nực cười ngất ngưỡng. Mấy mượn lời của tiên sinh Công Trứ, được mất dương dương người tái thượng, khen chơi phơi phới ngọn đông phong, khi ca khi tủ khi cắt khi tùng, không Phật không tiên không vướng tục. Đó là Nguyễn Trứ nghe cuối cùng ấy, tóm là bài thơ đời người thấm thoát lại qua mau, cái bả lợi danh giới sang giàu, nhấn xem người thế quay nhìn lại, một kiếp tan bồng tựa chiêm bao. Cái người mà khi mà nó thảnh thơi đặt cái bài thơ nghe nó thiền dị đó. Nhiều khi ngủ được rồi viết thơ cóc nhái chơi vậy đó, thì mà cũng có người thích. Cái đó cỡ ngày xưa Hà Mặc Tử viết thơ trăng kia mà còn biết bao nhiêu cô đeo, mà hướng gì tôi viết thơ đạo. Nhưng mà thầy ơi, người ta có nói như vậy cũng có đúng không? Thầy càng thông minh bao nhiêu, càng tính toán được nhiều bao nhiêu, thì thằng càng khó cái giải thoát bấy nhiêu. Nó có hai mặt, nó đúng đó, đúng không mặt hả? Mặt của người ngu á, thông minh nó có hai mặt, một là nó mau thành Phật, hay là dễ đọa địa ngục. Nó chỉ trong găng tắc vậy thôi, chứ không nên nói một khía cạnh. Nói khía cạnh là người nó ngu. Có người thông minh, một là dễ thành Phật, hai là dễ xuống địa ngục. Không nói một khía được. Nó hai khía cạnh nó rõ ràng, bởi vì ở thông minh cho nên đi đường tắc. Không hiểu không? Thông minh ông đi đường tắc, nó dễ mau thành Phật lắm. Nhưng mà không khéo là nó ngược lại, nó dễ rơi địa ngục thôi. Nó có vụ mà lưỡng. Còn cái thứ mà lưỡng, cái thứ nó đi vòng, nó cắt tùng. Người ta nói là khó giải thoát, khó ngộ đạo. Thông minh quá, khó ngộ quá. Cái đó là thế trí biện thông. Còn cái thông minh nó khác là thông minh nó con người hiểu biết thông thái để con người hướng cái tâm buông xả nó khác, nó tùy còn cảnh chứ. Chứ đặt chữ thông minh thì ai cũng không ngộ đạo sao? Không thông minh sao ngộ đạo? Thứ ngu cho nên thầy nói gì nghe nấy, chùa nói gì nghe nấy, ai nói gì bợ nấy, vuốt ve vậy, thứ đó đâu phải thông minh. Thứ đó là thứ ngu đần, mà thứ ngu đần chừng nào giải thoát. Thế trí biện thông mới khó giải thoát. Rồi thông minh nó khác với thế trí biện thông. Vì thế cái biện thông nó nằm trong bát nạn tam đồ cu ly khổ đó. Bát nạn là có nạn thế trí biện thông. Chính là nói cái khôn ngoan ở đời á, thế trí biện thông đó này là lý luận đủ mọi cách để mà tìm cách để lừa bịp, để mà lanh lợi, để gian manh, để xảo trá, đó là thế trí biện thông. Còn thông minh để ta hiểu biết, ta thông minh ta nhờ có cái chất xám trời đất cha mẹ sinh ra mình, có chất khám xám nên mình hiểu biết rồi mình sớm buông bỏ. Còn cái thứ thế trí biện thông ta gọi là sớm đầu tối đánh á, nó khác, thông minh nó khác, cái đó là thông manh. Còn cái thông minh đâu có, cho nên nói đúng chữ cái sớm mà sớm đầu tối đánh á, thứ đó nó mới là gọi là nó gian xảo, nó lừa bịp. Tại tôi mà tôi giờ tôi dị ứng cái thứ mà sớm đầu tối đánh đó nha.
Thứ đó mà cho nó có nó cũng bằng bằng thừa đó. Thầy thấy tội đó hả? Tội gì nó cái thứ sống đầu tôi đánh tội gì, nó bán mình lúc nào nó chửi mình lúc nào cũng hay đó. Cho nên mấy ông thầy đừng có ham có thứ đệ tử mà sống đầu tôi đánh, mà bạn bè cũng không chơi cái thứ mà sống đầu tôi đánh nữa. Nó là nó phản ngược đòn mình không hiểu được. Cho nên sống của con người nó cần cái chân thật, đúng không? Cho nên đó như như ông nghĩ cái thứ mà hồi xưa thời Tam Quốc thì có ai phụ Lữ Phụng Tiên đó, Lữ Bố á, nó hữu dũng mà vô mưu, hữu dũng vô mưu. Cho nên sau này khi mà Tào Tháo ông định thâu thâu nhận ông làm con nuôi, rồi cái gặp ông kia ông nói không được, tên thứ này là sống đầu tối đánh nè, nó làm con nuôi ai nó cũng đâm ngược, giết giết hai người rồi tới Tào Tháo đó. Vậy tới tới không được rồi, không được rồi, bố ơi bố, giờ Tháo nghĩ lại rồi, bố ơi bố, mày hồi xưa mày theo 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 gì đó à, đầu tiên ông gì thì quên rồi, rồi sao cái phản ông đó mới giết ông đó mới theo ông gì quên rồi, tự nhiên đang nói quên hai cha con à, ông gì mà kiềm chế ông vua nè, ông gì tự nhiên lấy cha đu lửa bố đó, ông gì tại tự nhiên đang nói quên ngang rồi ông à, trời ơi tự nhiên tức rồi mà quên ngang lấy Đương Thiền đó, ông mà một tự đó. Nó thành ra tới ông nhớ ông Thanh Tọng đóng vai Tào Tháo, không được Tháo, Tháo nghĩ rồi, Tháo nghĩ rồi rồi bây giờ Phụng Tiên đầu bố đầu Tháo, nhưng mà rồi không biết ngày nào Tháo đưa cái đầu cho mày chặt. Thôi, thà Tháo phụ mày hơn là mày để mày phụ Tháo. Ông gì tự nhiên quên nghe, anh Đổng Trác. Đúng là Đổng Trác đó đó, nào là Lữ Bố coi như một hai là thề là dưới trướng Đổng Trác, cuối cùng chỉ vì Đương Thiền thôi rồi đông Đổng Trác đó. Chứ bởi những người xưa đó thấy hết những cái gương ấy. Mình thấy nè, thứ mà sống đầu tới đánh là hả thâu nạp nó đó thì hùng binh mãi giỏi lắm, nhưng mà nó không có tồn tại, bởi vì sống không biết người, lúc nào nó trở đũa nó trở cờ hết. Cho nên cái thứ đó người ta mới gọi là đá cá lăng dưa đó, đầu trộm đi trước, còn cỡ như người thật thà chất phác như ông như 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 gì đó Trình Giáo Kim đồ vậy đó, mà ta thật thà chất phác đó. Thà một là chết giữa xa trường như ông Đơn Hùng Tính hơn là La Thành. La Thành nó sớm đầu tối đánh đó, thành ra La Thành nó vì biết là ông trung với vua Đường, ông chém đầu Đơn Hùng Tính là điều ông không anh không sai, nhưng mà có cái là cái máu ông máu lạnh đó, còn thấy không, Tần Túc Bảo, Trình Giáo Kim, Tần Quỳnh đầu đó, người ta nó còn anh hùng nhưng mà ta cái máu ta không có máu lạnh. Còn La Thành nó chém Đơn Hùng Tính rớt đầu, nhưng mà trong khi hồi đó Đơn Hùng Tính là thương La Thành nhất trong mấy anh em, mà Đơn Hùng Tính thương La Thành nhất, mà ai ngờ cái thằng mình thương nhất là cái thằng chém đầu mình. Bởi vì nó La Thành nó thông minh nhưng mà nó thông minh sắc sảo, cho nên nó quỷ quyệt. Nhìn tôi nhờ cái tôi đọc truyện xưa tôi ngồi tôi nghiệm 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 thấy hay đó. Cho nên mình thấy vậy đó, cho nên mỗi khi mình có khởi cái tâm gì xấu ác đó, mình nhớ coi, nhớ cái gương người xưa coi coi người ta xấu ác, người ta có tồn tại không, hay là ta trung nghĩa ta tồn tại, hay là ta có tấm lòng có đạo đức mới tồn tại, mình nhìn thấy nó rõ hết trơn à. Cho nên mỗi khi tôi khởi lên cái gì đó là tôi đều thấy cái gương người xưa đó.
thầy ơi, như thầy nói như cái khởi tâm ấy, thì trong cái bát chánh đạo thầy, chánh tư duy với chánh niệm nó khác nhau sao vậy? Khác chứ. Tư duy là cái sự suy nghĩ, tư duy là thiền quán, còn chánh niệm đó là chánh niệm chỉ nhớ nghĩ thôi. Cái tư duy là mình nghĩ đến thôi. Giống thì đâu có để đâu có phân biệt chi riêng vậy. Dạ, thì nó khác nhau sao đây này? Tránh tư duy là làm sao mà cũng chánh niệm là mình nhớ nghĩ những cái điều chân chánh, còn chánh tư duy là mình suy nghĩ nó khác, suy nghĩ và nhớ nghĩ ra cái nó khác nhau chứ. Nhưng mà thì tư duy nó thuộc về thiền, thiền quán, còn chánh niệm á, cái niệm này nó chưa có, nó chưa đạt tới cái thiền. Mà mình kiểm tra, mình nhớ nghĩ những điều chân chánh hay mình nhớ nghĩ những điều ác, nó hai cái nó khác nhau. Còn cái tính tư duy nó thuộc quán à. Nó khác, nó nhiều cái đó mà tự nhiên đâu hỏi nha, tôi đâu nhớ đâu. Tôi đâu phải cái máy mà ông gõ Google nó ra đâu. Trời, ông tôi đang nói đề tài này, cũng hỏi đề tài khác chứ. Tại vì mình nói cái khởi niệm đó. Trong trong này cái khởi niệm lên, cái khởi cái ý nghĩ lên, ác với xấu thì thầy dành lại được. Thì mình, thầy biết, thầy mình, so sánh. Mình niệm lành. Nó gọi là chánh niệm, mình đừng có niệm tà đó, đó là mình chính mình. Còn mình chánh tư duy là mình quán cả nhân sinh quan, vũ trụ quan, hai cái nó khác. Còn cái chánh niệm nó chỉ có nhớ tới mình thôi, mình kiểm tra cái ý niệm của mình thôi, đừng có rơi vào tà niệm thôi. Nó khác nhau một trời một vực chứ, nếu giống nhau đâu dính gì nhau đâu. Đó thì đâu có, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm. Ba cái, tám cái chánh đó, nó nằm trong giới định tuệ đó mà chia ra làm ba cái đoạn hay lắm. Tự nhiên nói nghe không nhớ đâu. Giờ cái đầu tôi nó nhờ nó không có như xưa nữa. Ví dụ tôi đang nói đề tài nào thì ông hỏi tôi nhớ chứ. Ông hỏi tôi... Thì đó, thầy đừng nói cái chữ khởi niệm nên nó thầy bảo ơi. Thầy so sánh cái chuyện cũ, thầy so sánh nhân vật cũ. Khi thầy niệm kiếm ác lên là thầy dừng lại, thầy so sánh liền. Thì đó, nhìn coi có thằng ác nào thế gian nào nó tồn tại không? Mình nhìn thì đó là tôi đang nói về tục đế. Tôi không có nói về đạo, tôi nói cái thường về tục đế. Cho nên khi nói chuyện á, khi nào mình nói về nhân thừa, khi nào nói về tục đế, khi nào nói về chân đế, nó cái giáo lý và Phật nó rõ ràng lắm. Tôi đang nói đó, cái quất vô cái câu nó chân đế, cái tôi cũng không biết sao. Hay là đang nói về nhân thừa, cái quất bát chánh đạo vô cái thành nó trở thành tinh nhân thừa. Nó khác nhau một trời một vực. Từ nhân thừa rồi thiên thừa tới thinh văn thừa rồi đó, ông chơi từ đang nói cái mình thứ nhất, ông chơi quốc từ thứ ba, cái tu đâu máy nào cũng không chạy kịp, giống như cái internet nó chậm, cái wifi nó chậm sao tôi anh nên hoặc học Phật là sao ấy, phải lão ngũ thời bát giáo kỹ cương thì kinh lực lượng mới chân tam muội hải. Ví dụ như nó kinh á, phải tường lão năm thời tám giáo, khi nói giáo nào, khi nói đốn giáo hay là viên giáo hay là thiên giáo hay là tiệm giáo hay là bí mật giáo, đang nói bí mật cái giờ có người nào chọn cái hỏi viên giáo cái thì nó tới khe. Ví dụ như có cái chú nó, tôi đang hôm nay tôi đang nói về cái đề liễu nghĩa không, nó vô hỏi tôi câu tôi không muốn trả lời, hỏi thưa thầy chú đệ bi sao rồi Quan Âm Bồ Tát sao thì tôi không muốn trả lời, hỏi nó chọt vô một câu cái nó không có vô gì cái đề tài mình nói hết á. Không có nhiều người nó chơi vậy đó, mình đang nói một đàn nó hỏi ngã, nó hỏi vậy thì sao, thành ra tôi không có trả lời. Nó comment hỏi nè, A Di Đà Phật, con xin thầy cho con hỏi tôi mà tâm có ích gì khi tụng chú đệ bi thôi, mày hỏi kiếm thầy nào tôi mà tâm hỏi đi, tao đâu giảng đề tài đó đâu mày hỏi. Rồi có người vậy thì nó hỏi trái khe vậy, chừng nào mình giảng đề tài đó thì nó hỏi được đó, mình bài bác cái mật tông, không phải bài bác cái mê tín dị đoan, cái quyển hoạt quan đường, mới chơi hỏi vậy, hỏi kiểu như hỏi trận hồng vậy thôi, không trả lời. Thành ra Đức Phật ngày xưa có những cái cũng không trả lời. Trả lời nó không lợi ích, mà trả lời nó thêm ngu á. Giống như ăn mít, tôi hỏi, đố với mọi người chứ, hộp mít có trước hay là cây mít có, trái mít thì có trước.
mấy ngu hỏi trả lời nó càng thêm ngu, mình ngu giống nó luôn, nó lây ngu cái làm gì, hỏi gà có trước tính có trước, mình muốn trả lời ngu cứ trả lời cho nó ngu lây hả, một mình anh ngu chưa đủ, muốn cho người ta ngu lây thôi, không có trả lời. Không phải vậy chứ, hồi xưa Đức Phật không có cái chuyện gì Phật cũng trả lời, nên cái đó Phật làm thanh ra rồi. Thành ra ai mà ví dụ tôi đang cười chat, ví dụ nói chuyện mà tôi nhớ mà nói chuyện cao siêu quá, tôi nói thôi nhưng ngang đây nghe là biết rồi đó, mà mình đu theo á, gọi là bám theo là mình phiền não, mình nó hồi kia là biết nó tưởng tưởng à. Bây giờ nó học pháp nó khùng nhiều lắm á, nó tưởng tưởng nhiều lắm, nó hiểu được 5-3 dâm câu, 5-3 chữ, nó tưởng là ông nội ơi, nó còn tưởng, nó tưởng tổ mẹ luôn vậy đó. Nó hỏi mình đang nói cái nó nói dây không rồi, tôi biết đây là thành phần nào rồi, thôi tôi chào đạo hữu cho tôi bận rồi, thôi ngưng ngang cái cho rồi đi, chứ mình đu thôi đó là phiền não đó. Thôi mình thua nó đi, mình chịu thua, mình đầu hàng nó cho nó sướng đi, để mình rảnh cái đầu của mình chứ. Mà ví dụ như hôm qua tôi hỏi có Phật Phật tử nó chết, tôi hỏi chứ xin lỗi quý nhân nào đây, cao nhân nào xuất gia hay tại gia, chẳng xuất gia cũng chẳng tại gia, tôi rồi là tôi nó rồi đó, đó tôi nó rồi đó nó rồi đó, thôi tạo tạo thời mình nó biết này này, nó có học đạo này nhưng mà nó chuốc thuốc học đạo mà nó chưa xuống, cho nên là tôi biết đó rồi, nên là thôi 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 đã hủ ra những gì sức khỏe rồi không xuất ra mà cũng không tại gia, bởi vì xuất gia là xuất tiền đảo gia, nó có học nó chỗ đó, xuất tiền đảo gia thì giáo mới là người xuất gia, vì xuất gia nó ba nghĩa, xuất phép tục gia, xuất tiền xảo gia, xuất tao giới gia đó. Mà bây giờ á rồi xuất gia nó có thân xuất gia và tâm không xuất gia, tâm xuất gia là thân gia, tôi nói dầu rồi đụng bị rồi đó, ôi tao lại mày nhưng mà bây giờ mà đi cãi nó rồi là mình không biết này, nó thông minh, nó có học đạo đó, nhưng mà nó chưa uống thuốc. Bây giờ muốn nói chuyện, ông muốn nói chuyện tôi, ông uống thuốc rồi nè, nhưng mà nhiều thằng nó có tìm hiểu thiệt, nhưng mà mình muốn nói chuyện đạo là phải uống thuốc giùm đi. Hỏi tôi xin lỗi cao nhân nè, bị nói chuyện nghe nói chuyện của cao siêu phải không, hỏi là cao nhân quý vị nào đây, xin lỗi cho tôi biết quý danh, giờ ta là quý vị là vì xuất gia hay tại gia, nó cũng không xuất gia cũng chẳng tại gia, rồi tôi rồi là tới rồi đó, tới rồi thôi mấy cái này nữa. Như thầy nói chuyện với người ta mà cái giọng người ta, thầy phải hỏi là thưa ông hay thưa bà, không biết chứ thầy đừng có nhiều giọng, thầy không nghe không được. Ví dụ tên thì biết tên là ông đàn bà được, không có nói chuyện chát từ kia hỏi thăm để con thấy con gặp gặp có nhiều chạy mình nói đây nhiều thằng nó bệnh dữ lắm, mình không uống thuốc ông nội ơi. Hồi đó tôi với ở quê tôi có mấy thằng mà nó trời ơi, nó nói chuyện toàn là cái vật thượng thừa không nghe, mà nó khùng mấy tiên sức tiên giác là cái người trí họ nói lượng thừa để nó ra cái sự giải thoát giác ngộ. Thứ hai khùng nó ngang tà, nó cũng thượng thừa đó, nó nói toàn là cao siêu, là duy ba cặc, là coi như thiện tài đồng tử đồ, nó trên trời vậy, nhưng mà nó khùng ông nội ơi, má nó mà trói nó thôi là mở dây ra, nó nói toàn là cao siêu không à. Nó lên chùa nó ngồi lại Phật, đấy lại Phật, tôi lại ông gì chứ, ông là tôi là ông, nó ghen làm tôi biết nó khùng. Thôi đúng, Phật là mình là Phật thì đâu có sai, nhưng mà thằng tỉnh nó cũng nói câu đó, mà thằng khùng nó cũng nói câu đó, là làm sao cũng là một câu nói, mà thằng tỉnh nó cũng nói, mà khùng nó cũng nói nữa, ý nó hiểu biết á. Khi mà má nó trói nó xong rồi mở ruột dây nó lên, nó lại Phật, nó lại xong rồi nghe thầy biết không, thầy học đạo tới đâu bằng con học đạo không thầy, con nói về thầy nghĩ đúng không nha, nó nói mình nghe hay quá nha, ổng là mình là ổng có thầy không đúng không, thật chạy tâm đấy mà. là tôi biết rồi mày khùng tới đây rồi. Cũng có lý cái nó như nó có cái lý, nó đâu có cãi được, cãi lên nó đánh
Phật thành, thành như là Phật sắp thành thì có gì nữa. Thôi thôi, thằng biết thằng khùng nó giống nhau, nó nói cùng ngôn ngữ, cùng một câu ẩu khác, nhưng mà quan trọng cái hành xử á. Cho nên nó tôi bây giờ tôi tạm rồi, hỏi mà ai mà chát chát tôi mà nói mà vài thằng nhóm không xong là họ phải tắt đài ngang đi, tắt đài ngang. Thôi mình thua nó trước đi cho nó rồi. Cái này gặp nó thằng mà nó chưa uống thuốc rồi đó. Chết mẹ rồi. Ok, tôi còn tí là ăn đây. Cảm ơn thầy. Nha. Tôi hơi tí này đỡ, anh đỡ đi ngang. Ăn đi, ông ăn đi. Không, đúng, ăn đâu.